Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Mời các đồng chí ly chè Thái Nguyên cho thắm tình quân dân. Báo cáo với các đồng chí, hôm nay bùi em là coi như là đong được bao gạo to nhà, thổi nồi cơm kìa, thổi đây nồi cơm tối nay chắc chắn là no cái bụng rồi ấy. Thì như các đồng chí đã biết, năm 1945 thì chúng ta đã trải qua coi như thế là cái nạn đói năm 45 đúng không ạ? Thế là năm 46 nó sau đó thì có những cái tiêu chí là ví dụ như anh không cần đầu to, anh không cần tay to, anh không cần chân to, anh chỉ cần cái bụng to, vì bụng to nó thể hiện sự ấm no cuộc đời. Có phải không các đồng chí? Báo cáo các đồng chí, bây giờ mình thực hiện test test chiếc âm ly này. Đấy. Anot SA88N, 88 là biển số của Vĩnh Phúc, quê hương của đồng chí chiến thắng đấy nhá. Đấy, đây. 8 xò than nhá, 8 xò than một mên. Clip trước giới thiệu rồi, clip này không giới thiệu nữa. Con này mình gửi tới người thượng đế ở đất Kinh Bắc, đó là Bắc Ninh. Báo cáo các đồng chí, người thượng đế đó là Nguyễn Đình Huy ở thôn Phú Lâu, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam nhá. Bắc Ninh thì các đồng chí biết rồi, gắn liền với lại những làn điệu quan họ Bắc Ninh, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhá. Đấy. Thì bây giờ mình gửi tới người thượng đế ở Bắc Ninh cũng như gửi tới các đồng chí. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì trước mặt các đồng chí là chiếc âm ly Anot SA88N từng nhà sản xuất trang bị cho 8 con số than. ECU của nó thì 2399. Thì cái phiên bản này nó tương đối là đơn giản. Thì theo mình là ví dụ như các đồng chí mà có những đôi loa với đường kính mắt 20 cm thì chơi là hợp lý nhất. Vì nó dù sao nó cũng là thuộc loại hàng chính hãng thương hiệu. Alo 1 2 3 4 5 6 6. Alo. Thì chiếc âm ly này gửi về Kinh Bắc. Thì người Kinh Bắc thì có câu rằng, ví dụ như mời nước, đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm mát cả mười ngón tay. Mời chầu thì người quan họ chúng em thì lại nói rằng, chầu xanh cau trắng chay hồng, vôi pha với nồng với duyên. Thì xin mời các đồng chí một thu xếp thời gian ngày gần nhất để trở về với lại Bắc Ninh quê hương của chúng em nhé. Báo cáo các đồng chí, bây giờ mình test nhạc. Đã, test về phần mạch mic karaoke rồi đúng không ạ? Thì con âm ly này gửi về đất quan họ Bắc Ninh. Thì mời các đồng chí cũng nghe những làn điệu quan họ Bắc Ninh. Đấy, do chị coi như thế là Thúy Hương thể hiện nhé. Thank you.
rằng tôi lắm bạn. Nhưng tôi vẫn chờ là chờ người ngoan. Tình là tình, tình 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 ta ơi. Đấy, người quan họ nhắc chúng ta rằng đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn nhưng em vẫn chờ là chờ người ngoan nhá. Mình thích mình cứ nói là mình thích, may ra thì trúng nhá, may ra thì được. Các bạn, các đồng chí, cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.